À, xin chào mừng các bạn đến với cái video tiếp theo của mình trong cái loạt video về dòng game chiến tranh tổng lực Attila. Mình là Total War Tuyên Quang và hôm nay thì mình sẽ tiếp tục cuộc chiến của đế quốc Hung Nô để đi tàn phá thế giới. Ai chà, ở tập trước thì mình cũng đã bắt đầu tiến quân sang cái khu vực phía Tây Ban Nha này và đã đánh cho cái thằng này một trận te tua rồi đấy. Nhưng mà nó vẫn còn rất nhiều quân đấy. Này. Mình rất ngán cái đội kỵ binh này của nó. Tấn công cận chiến của nó rất cao. Giáp nó mạnh hơn mình ấy. Kỵ binh quý tộc Germanic mà, nó là lính đời cuối đấy. Chưa biết làm như nào, nhưng có lẽ là có, nhưng mà phải có, nó có cái thằng, có cái con mụ này. I am the knife in the dark. Con này ít sao chắc cho thao túng tình báo đi. A word here and not there. Tốt rồi. Yes. Thao túng tình báo nó cho anh. Ôi, thất bại chí mạng. Yes. Ám sát nó xem nào. I will end them. It is done. Thắng lợi quan trọng. Chết cứng luôn à. Tốt rồi. Mình đang muốn có một cái cuộc chiến một chút ở khu vực này mà bây giờ mấy thằng kia nói. Về thật, mấy thằng này nó kéo xuống đây. You have more orders? Starting out. Để dụ mấy thằng dợ kia nó xuống đây mới được. Còn mấy thanh niên này thì chắc là cứ quân đoàn này thôi, không cần phải lo lắm. Nhưng mà thằng này này chưa có quân. Thanh niên này khả năng phải lên kia để lạp thêm quân với hội quân với quân đoàn trên kia. Thằng này thì khá mạnh. Cái lương thực của bọn Hung Nô này nó rất là ảo, bởi vì là nó cứ không cắm trại hoặc không cướp bóc được là nó lại giảm rất là ghê hơn. Thế là lượt này các bạn nhìn thấy bạn có vài trăm lương thực, thật nhưng lượt sau bạn có thể âm ngay. Đây, hiện tại thì mình đang cắm quân ở trên các vùng đất khác nhau. Thế là nhìn nó trông có vẻ thế thôi. Nhưng mà tiền đấy, không cắm trại phát hết tiền luôn. Từ đó xem nó di chuyển được đến đâu ạ. Ready for battle. Starting out. Ready for more. Di chuyển được có đến đây thôi. Cái đội quân này mình thấy không chắc lắm, nhưng có lẽ mình sẽ thành lập thêm quân đoàn hoặc là bổ sung quân cho cái quân đoàn phương Bắc kia đó. Có lẽ nhánh trên mình sẽ cho tấn công phương Bắc trước, còn nhánh dưới này mình sẽ xử lý nốt mấy cái thành bên dưới này của thằng này. Dù sao thì tình hình thế giới nó cũng ổn rồi. Mấy thằng lao tuét. Phanh đệ của mình. Mà chiến tranh với bọn phương Bắc của mình, bây giờ mình sẽ chiến tranh với bọn phương Bắc. Ready for action. Vấn đề chỉ là lương thực thôi. Hoặc là qua lượt đã, cắm trại phát đầy lương thực đây. Chúng ta dự trại lại phát âm tiền luôn các bạn thấy không? Hung Nô mà. Lại đi phá nhà của mình. Mình không chắc là mình có nên thành lập nhiều quân đoàn kỵ binh quá không, hay là nhiều bộ binh hơn nhỉ? Bởi vì mình chủ yếu công thành mà. Kỵ binh thì nó công thành lại hơi kém.
Hết nhiệm vụ rồi à? Hết được các chức sắc thì bổ nhiệm. Bổ nhiệm tiếp các cái tướng lĩnh của mình đã. Thái tử đâu rồi? Thái tử với chức cao nhất. Thế thôi à? 1, 2, 3, 4. Vẫn còn một thằng nữa chưa được bổ nhiệm. Đây rồi. Hai ba tuổi. Xem trong đám con cháu có thằng nào nó khá khá tí không? Cần thì có thể bổ sung. Không có nhiều thanh niên khá lắm. Thôi được, tạm cái bộ máy như thế này thì mình thấy cũng ổn rồi, không quan trọng lắm. Thế cái căn bản là bộ máy của mình như này cũng ổn, có các hoạch định ra này. Ai già for the gods. For the tribe. Công cái thành này ra. Cần gì phải đánh đếm. Đang tính là 4 đội xạ kỵ là hợp lý, nhưng mà xe bắn đá 4 đội là tăng lên 1 đội, 2 đội nữa. Cho 5 cái xe bắn đá bắn cho nó nhanh không thành nhỉ. Dù sao thì bây giờ chủ yếu mình công thành nên là chắc tăng số lượng xe bắn đá lên nữa. Sương mù à? Ai chà. Tốt nhất là tấn công từ hướng này, an toàn và hiệu quả. Đây này. Lối ra chỗ này rất hẹp, nó mới đi ra từ chỗ này thì nó ăn đòn luôn. Năm cái xe bắn đá thì bắn sướng phải biết nhỉ. Năm cái xe bắn đá thì bắn áp đấy. Đây đã. Xem tình hình chúng nó di chuyển nào đã. Đây à? Thôi thôi. Bắn. Ui, 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 ui. Ui, ui.
Rồi. Ui dồi ôi, thấm thế. Bắn kiểu này thấm lắm anh em. Tháp canh này. Ui. Cây đang cháy này. Tháp canh cháy rồi. Ui. The enemy tower is no more than wreckage now. Hay quá, tháp canh cháy rồi. Rồi, và tan nát của nó lên. Ý, vào nó phải thế nhưng... Rút lui à? Rút lui. Ôi. Bọn này chưa công đã chết hết. The tide of battle turns in our favor. Thế trận đang ủng hộ chúng ta à? Ôi. Bắn vào đây này. Chúng nó nát hết rồi. Nó còn cứ đứng tập trung vào đây để chết cả chùm mày. Ui dồi ôi. À đây, chúng nó lại di chuyển ra đây. Bọn bên này ở bên này. Bắn bên này đi. Chỗ bên này nó nát hết rồi. Mấy thằng cầm giáo này nữa thì ăn thua gì. Bắn chỗ này chúng là tháp canh này. Đấy. Cháy luôn tháp canh. Đúng rồi. You've destroyed the enemy tower. Ôi dồi ôi. À, bắt đầu bắn được mình rồi. Chạy hết rồi. Hình như mình không chết lính nào hay sao nhỉ? Đấy, nó phải thế. Đúng rồi, phải tăng số lượng pháo lên thật. Có thêm pháo nó bắn sướng lắm. Nó còn chưa kịp chạy ra đến nơi mình phá mình lã cho chết tan xác hết rồi. Bước phá để tiến tiếp tí sang đã. Không chết thằng quân nào thì sang đây đập tiếp. Như thế này có vẻ hay đấy. Thanh niên này thì đốt luôn cái vùng này xem. Nó lắm pháp sư thế nhỉ? Cái con này sống mãi không chết. Giết được nó một lượt, lượt sau lại thấy nó hồi lên rồi. How can I help? Ready for action! For the gods! For his own! Ready for action! Thirsty for battle! Trao đổi quân nữa. Starting out! Warriors all! Gods be praised! Excitement! Bổ sung quân sang cho cái quân đoàn bên này.
Ready for action. Ô, không cắm được trại à? Căng nhỉ. Be braced. How can I help? We need good fighters. Fight with us. Come, fight for us. Rồi. Ready for action. Ba cái vẫn là hơi ít đấy. Bổ sung thêm thật. Thằng này thì chắc là không dám xông vào. What do you wish of me? Without trust, an army is nothing. Fortune springs from failure. Sabotage. Good. I am the knife in the dark. The shadows are friends. Cái bản Attila này pháo của nó rất mạnh, mạnh hơn Rome 2 rất là nhiều. Nó có cái đạn bắn đạn nổ ở bản 1, bản Rome 2 cũng có, nhưng mà cái hiệu quả của cái đạn đấy nó kém cực kỳ luôn. Nhưng sau này cái bản này thì hiệu quả nó rất mạnh. Mình có 4 cái xe công thành à? Đang tính thêm một chiếc xe công thành nữa. Thực ra bộ binh khi công thành thì mình thấy bộ binh của mình cũng thừa, không dùng nhiều lắm. Mà mình cần nhiều pháo hơn. Mình luôn thiếu đạn pháo để phá tường thành hoặc là phá tháp canh của nó. Còn bộ binh thì gần như là cũng không ngại lắm. Có vẻ như thế. Bộ binh có lẽ chỉ cần đến 8 độ nữa. Còn lại sẽ tập trung hết vào pháo. Lạp đạn lâu gấp nhỉ. Reload nhanh lên cho anh xem nào. Tăng 50% tốc độ lạp đạn rồi mà vẫn chưa thấy nhanh nữa. Úi dồi. Chúng. Quan trọng là chưa chúng. Còn bắn cái này chưa? Bắn cái này kiểu gì chết thêm mấy thằng lính của nó. Lại lên tường rồi. Hay lắm. Ui, tua bọn ngựa nó. Chết cơ số. Lại chạy. Cái tháp bên này bị cháy, cái tháp bên này thì chưa. Trong khi mình chủ định là tấn công vào cái tháp này. Xong một cái tháp. Có 74%. Rồi ngon. Bắn vào đây tiếp. Ở
đây rồi, đây rồi, đây rồi. Bọn này đứng gác lên tường thành này. Có nhiều đạn pháo đó cũng hay. The tide of battle turns in our favor. Rồi, quá ngọt luôn, cháy luôn này. Phá khúc tường này ra cho anh. Their tower has fallen. Good news. Hay quá nhỉ, phá khúc tường này ra để xông vào nào. Mày còn đứng ở đấy đi. Ui rồi, chết cả đám luôn. Mới tan cái hoàng tử. Rồi, bộ binh đâu xông vào. Pháo là dừng tay đi. Stop hả? The enemy have rallied their units. À đây 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 đây. Đó kìa, nó xông ra kìa, nó xông ra như một vị thần kìa. Xông ra như một vị thần. Con ngựa này nhanh lên cái sao nào. Xông ra như một vị thần. Đây nó đông ghê nhỉ. À đây 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 đây. Tấn công bộ binh của mình nhỉ? Tấn công bộ binh của mình. Từ sau thì mình cũng hết đạn pháo rồi. Xong vào thôi. Rồi, xong rồi, xong rồi, xong rồi. Tắt, tắt cái này đi. Không sợ. Bắn bọn thông tên này ra. Xông vào. Ôi. Ui, cái pha dứt điểm của bọn Hung Nô này tàn bạo lắm. Sao tháp canh bắn được ra đây? Nó xoay được ra tận hướng này cơ à? Bắn được cả vào trong thành cơ à? Mà nó bắn kiểu tào lao đấy thì chết quân nó thì nhiều ấy. Rồi. Chạy ra đường này xem nào. Úi dồi ôi, được đấy, thấm đấy. Tháp canh bắn hướng phết nhỉ. Còn tướng trong kia. Xong rồi.
quỷ gì này? Giết nó đây. Phá cái tường này cho anh. Cháy cả cổng thành rồi. Rồi. Nó mẹ cái tháp canh này nó bắn giỏi thế nhở, bắn được cả vào trong như này. Nó xoay được nhiều hướng thế. Nó cũng pháo con đá. Mình bị khẩu pháo nó bắn hơi thấm đấy. Phá phá này đó. Hết đạn rồi. Khẩu pháo là bắn chết nhiều quá. Bậc thầy giáo binh Germanic. Ok, mấy thằng này phá cái tường này đi. Mình tưởng phá được rồi chứ. Mình được một tí này. Xong. Hóa ra mấy thằng Spy cuối cùng nó tiêu diệt trước à? Xong rồi. Thêm một khẩu pháo nữa thì đẹp. Bộ binh quá thừa nhiều. Săn bằng luôn à? Săn bằng luôn. Thành to. Đánh mất thời gian lắm. Quánh một loạt xuống dưới này. Ô, cái thành này của nó cũng đang bị thằng nào nó vây rồi. Thế thì nó còn mấy đâu? Trời. Hết rồi. Mày rút về cái đóng quân đây. Mày sẽ bắn tên này thì phải ra. Không dùng. Hiệu quả thấp. À, mấy thằng dợ con, mấy định xuống định quay anh à?
Đế quốc Sassanid à? Đế quốc Sassanid. Đến một lúc nào đó có lẽ mình cũng phải chọn một phe để làm đồng minh thôi, chứ còn mình cứ chiến tranh khắp cả này thì cũng mệt. Jun T bị tiêu diệt hay quá cơ. Ông đệ của mình ông làm được ấy. Hay rồi. Ready for battle. Quân đoàn này cũng vậy, quá nhiều xạ kỵ. For the tribe. Bây giờ mình sẽ tính toán lại, không cần bọn lính speed này, lính speed này yếu quá. Ready for battle. Nhưng mà di chuyển như nào cho an toàn, không là thằng kia nó đến quá thì vỡ mặt. Thời tiết cũng chưa được tốt lắm. Is that so? Hợp nhất mấy cái đội kỵ này vào để bổ sung thêm từ bên kia sang. Gods be praised! Excitement! Sword of my people! For the tribe! À! Thằng bên này lại đang thiếu pháo này. Bỏ bớt đi một đội này nữa này. Chỉ để 6 đội xạ kỵ thôi. 4 đội kỵ này. 1, 2, 3 chiếc nữa. Đấy, quân đoàn này bây giờ là đẹp trai này. Quân đoàn này thì bây giờ nó di chuyển cẩn thận, kẻo nó lại phơi cho. Nó có một quân đoàn đóng kia. Nó thằng này còn một công trình chưa nâng cấp này. Rèn vũ khí này. Ruộng. Một cái ruộng rồi này. Hai. Chuồng cừu, chuồng dê, chuồng gia súc. Có đủ rồi. Còn thiếu cái gì nữa nhỉ? Bộ binh này. Kỵ binh rồi. Cái này nó chỉ tăng tiền thôi. Tiền thì mình đi ăn cướp cũng được mà. Cái này. Cái này thì có rồi này. Tuyển quán quân này. Nhưng mà mình chỉ lo mình thiếu lương thực à. Cái này sau này lên cao rồi thì mình cũng bỏ đi, có dùng nữa đâu nhỉ. Cái điểm mà quán quân cũng được. Thêm một cái ruộng nữa cũng có mất là mất mát gì đâu. À đây. Tăng trưởng này, công trình chăn nuôi này. Tuyển điệp viên này, của cải từ thương mại, của cải từ các công trình công nghiệp cho phép tuyển điệp viên. Tăng đoàn kết này. Cộng 50 lương thực. Thôi được, lên cái này trước đã. Ready for battle. Fight with us. 1, 2.
Ổn đấy. Với số lượng xe bắn đá nhiều như thế này, chúng ta hoàn toàn có thể cân team. Chủ động hơn. Come, sit, share my fire. Sabotage. Có mấy thằng nó thích đánh nhau này. Một. Nhưng mà phải xem quân nó thế nào chứ nhỉ. Đông phết đấy. Không nên khinh thường địch. Rút lui chiến thuật đấy. Tăng cường số lượng xe bắn đá lên, bớt xạ kỵ xuống. Tầm di chuyển còn có thể di chuyển xa hơn. Get moving. Ready for action. Get moving. Starting out. 3 chiếc chưa đủ nhiều. For the tribe. Ready for battle. Get moving. 2 chiếc nữa. On our way. Rồi. Thanh niên này bây giờ cắm trại xuống này. Giảm bớt cho lượng xạ kỵ xuống. Kỵ giảm bớt số 1. Tăng cường số lượng xoay bắn đá lên. Fight, make your ancestors proud. Để xem thằng nào dám chơi anh. Come, sit, share my fire. Yes. Hỏng. Grab me, brave. How can I help? Move out! Warriors all! Chưa tới được. Không có bánh thằng này chết. Yes, what? Cầm chân thằng này lại, không là nó đuổi được thằng này. Này chưa mua đủ quân. Ôi dồi. Come, sit, share my fire. For the tribe. 6 xe bắn đá, 1, 2, 3, 4, 5, còn thừa 2 cái. Thirsty for battle. Quad be praised. How can I help? How can I help? Sabotaging. What's that life and death? Không thể di chuyển được. Quad be praised. How can I help? A soul will fly. My way is blocked. Tướng nhiều sao này. Mất cả chỉ huy luôn. Trừ 105% di chuyển thì coi như là đứng im rồi. Thirsty for battle. Rồi ok. Phanh. Warriors all. Dễ nó đuổi thằng này lắm nhỉ. Cứ đuổi. Lại rút lui chiến thuật. Có tưởng mày tấn công nhưng mày rút lui chiến thuật thì có gì phải sợ.
Được các chú thế nào? Bây giờ mà có 5 khẩu pháo thì lã vào thành của nó thì chắc là vui phải biết. Các quân đoàn mình nhưng đánh trên bộ mà để mà nhiều xe bắn đá như vậy thì cũng hơi khó điều khiển đấy. Nhất là nếu gặp phải những đội nó nhiều kỵ binh. Thế nên là nếu trường hợp mà mua nhiều xe bắn đá như vậy thì phải để các quân đoàn cạnh nhau để chống trường hợp bị chúng nó tấn công. Chứ còn nếu không là cũng nguy phết. Ai à, âm tiền rồi. Đến lượt thanh niên này thể hiện thái tử đi chứ đùa đâu. Tốt nhất là đánh tay để giảm thương phong. Nhất là khi mình có nhiều xe bắn đá thế này, lã cho nó nát bét luôn. Trời mưa thì nguy hiểm quá nhỉ. Thế ở đây rồi. Sao lại cho mình cái địa hình xấu thế nhỉ? À nhưng mà được cái đây, chỗ này đặt xe bắn đá tuyệt này. Chỗ này là chúng nó không trèo lên được. Đúng rồi, đặt xe bắn đá đây là không phải lo bảo vệ. Rồi. Quá đẹp cho việc bắn pháo. Tướng đứng lên trên này luôn. Xạ kỵ này. Xem cho nó ở đâu vậy? À đây rồi, đây rồi. Bắn. Ôi dồi ôi. 5 khẩu pháo để mình xem 5 khẩu pháo nó bắn. Đạn nó bắn sướng cỡ nào. Quân của chúng nó bây giờ mới đang chui ra. Ôi dồi. Này thì chịu được mấy nả. Nó muốn đi lên thì nó phải đi tận ra đằng này mới lên được. Mà nó lên tận đi như thế mà lên thì nó vỡ mồm luôn. Bắn vào bọn này đi. Pháo thì nhiều thế này bắn sướng phải biết. Giãn cách như này là mình bắn giảm tầm chính này, giảm thương vong nó bớt xuống đấy. Mày chạy sống được mấy thằng. Nó bắn mình à? Chết được mấy con ngựa rồi đấy.
con ngựa điên tới đuổi xả tin của anh. The enemy are losing their advantage. Đói. Vẫn thích bắn nhau à? Cái trò là bắn được vài ba thằng gì. Chúng phát ảo. Mày đùa với kỵ binh của Hung Nô à? Hả? Hung Nô để cho mày bắt nạt à? Một thằng nữa. Công thành cứ dùng vũ binh hay hơn. Kỵ binh này thì chỉ lên để đi đánh trên bộ thôi. Rồi. Một thành nữa bị đốt phá. For the gods. None will escape. Tàn bạo quá. À tốt rồi. Cánh quân này bắc tiến cho anh. Gods be praised, excitement. Is that all? Come, sit, share my fire. For the gods. Nhiều xe bắn đá quá nhỉ. Con này năm rồi. Sit, share my fire. Ready for battle. On the move, lads. Gods be praised. Excitement. Cắm trại xuống, mua thêm quân. Come, fight for us. For the gods. Ready for action. Gods be praised, excitement. Ready for battle. Đội này we need good fighters. Thiếu cái gì nữa nhỉ? Mới có 18. À nó phải 6 đội xạ kỵ cơ mà. Are you ready to do your duty? Come, sit, share my fire. Được rồi, ổn rồi. Ready for battle. Nó rút hết rồi mà, lên trên rồi. Cánh quân này phía bắc, thằng này đang tính là thằng này nên dùng quân đoàn nào. Đoàn bộ binh này thì hay hơn. Xạ kỵ này đấu dễ bị mất quân lắm. Bọn này rút à? Rút hết về phía bắc à? Ôi ôi, đông thế. Đánh quất của chúng nó ở trong thành lợi hơn đấy. Mình cho pháo lã tập trung vào chúng nó chết nhiều hơn là mình để chúng nó ra ngoài.
Why the Lord in heaven has no use for gold. He knows that his people. Bình tĩnh đi cô. Thằng đấy bị mình đốt hết nhà. Vâng, đấy, quan trọng. Kinh nhỉ. You have recruited so many units, the treasury is buckling under the weight of their upkeep. Capturing new territory would spread the cost, as well as putting your troops to good use. Come, sit, share my fire. Get moving. War be praised. How can I help? The move, lads. Ready for more orders. Bên dưới này thì không đáng sợ nữa rồi. Cho hai thằng này lên trên này đã. I'm not going. À, anh pháp sư nữa. Một tiếp viên xuống phía nam. Hình như mình có thể tuyển thêm thầy tu cơ mà nhỉ? Đúng rồi. Thậm chí là tuyển spy, tuyển thêm được một thằng nữa. Hành động truyền bá tôn giáo. Hành động khích lệ dân chúng. Come sit. Share my fire. God be praised. How can I help? Chi phí quân sự của chúng ta là quá lớn rồi. Come, sit, share my fire. Ten gray guides my steps. Ready for more orders. Fight with us. Are you ready to do your duty? Rèn luyện vũ khí rồi thế. Sao nó lên có mỗi giáp à khiên. We need good fighters. Bye. God be praised. How can I help? Move out. You have more orders. Ready for battle. Một lượt nữa. Đội quân của mình đang đóng trên các vùng đất khác nhau như này thì nó cũng ít thương vong thôi. Thanh niên này bỏ thành đi à? Thanh niên này nữa, bỏ lốt đi để anh bắt mày làm chư hầu luôn. Bọn này rút về phía bắc hết rồi. Nó còn có vài cái thành nữa này. Đốt hết luôn. Kinh tế của mình eo hẹp quá. Duy trì được cái đội quân khổng lồ như này. Nhưng mà vẫn phải chơi thôi. Ôi cái quái nào mà quân nó đông thế nhỉ? Nó đứng ở trên này lắm thế. À, né được. Thank you.
định đi ám sát quân mình mà. Mấy cái thằng điệp viên này chính ra nó phá hoại còn ghê gớm hơn là quân đội của đối phương ấy. Bắt một loạt bọn này thành chư hầu thì nó cũng là một điều thú vị nhỉ. Bắt thêm mấy thằng La Mã nữa. For the tribe. Sir. Full tech à? Đánh vào đây cho anh. Ôi dồi ôi, kinh tế của mình đang gặp nguy. Nó còn một cái thành. Ôi kìa, bọn này nó... Đây là thành to. Thành to thì thực ra cho pháo lã vào bắn 5 khẩu thì chắc cũng nát hết quân nó rồi. Giải quyết nhanh bọn này đánh. To battle. Mình đang muốn bắt tàu này làm đệ. Chiến tranh với cả La Mã, Tây La Mã. Cái này có 2 tỉnh. Cái này đất rất rộng. Ready for action. Nó toàn thuyền pháo à? Nhưng công thành thì thuyền pháo nó đứng ở ngoài làm gì? Bộ binh trong thành nó không đông. Lính này của nó cũng thường thôi. Ready for battle. Warriors all. Băn khoăn quá nhỉ. Ready for action. Ready for battle. Gods be praised! Excitement! Is there nothing else? What do you want? How can I help? Gods be praised! Excitement! I must let my mind be still. Không đánh hết tiền. Blood and iron. We take this settlement for the tribe. Không đánh là mình hết tiền.
Thời tiết đẹp thế. Chỗ này đồng không bông quạnh ghê nhỉ, không giống như cái chỗ lúc nãy. Nó sẽ ra tới cổng nào nhỉ? Đứng hẳn đây thì nó ra chỗ này luôn. Chắc nó sẽ chui từ chỗ này ra. Tầm bắn của pháo binh. Ổn mà. Đứng đây là bắn thoải mái rồi. Bọn bộ binh này đúng chỉ đứng làm tường bảo vệ pháo thôi. Mấy thanh niên này chỉ nhiệm vụ đột kích. Gần tí nữa thì đẹp. Dù gần này cậu phá nó lãi cho thì chắc là thấm đấy. Ai giả ai giả ai giả ô ô. Chết hơi nhiều ấy. Một loạt đạn chết mất gần nửa. The enemy approaches. Ôi trời ơi. Xong. Chạy luôn. Mấy con ngựa chạy sau chết oan theo mất. Chết được mấy con ngựa mình rồi này.
mò chơi nhiều pháo này bắn nữa. Còn quân đâu nữa mà bắn cháy cả rừng. Mấy con ngựa, ngựa chết à? Ngựa chạy lốt à? Vừa tên vừa pháo nó bắn luôn. Đây nữa này. Rồi nó xong rồi. À, tiếp tục kéo quân ra kìa. Rất lắm cung tên, bọn dợ này rất nhiều cung tên. Cứ đám đi trước thì chết ít, đám đi sau thì chết nhiều hơn. Cho nó ra hẳn ngoài này lùa cho nó sướng. Rừng bị cháy rồi, chúng mày đứng trong đấy để mình chết cháy à? May quá. Có cái thằng dìu nữa. Đúng rồi, chơi nhiều pháo này bắn lợn này. Đánh nhiều trận như thế này thì cái khả năng là cao là chúng ta sẽ kiếm lại được tiền nhiều hơn. Nói chung là hung nô mà để mà tiền nạn dương thì hơi khó ấy. Hai mươi chiến sĩ hy sinh. Cướp phát đã. Cướp thì mới có tiền nuôi quân chứ. Warriors all. For the gods. We cannot.
Laying siege to their hovels. Ba đội cung. Nó có hai hàng rào. Công thành to mà chơi nguyên cựa ngựa này thì phải nói là cũng hơi liều. Hợp lý khi mình chuyển đội hình sang sử dụng pháo nhiều hơn. Ai da, như thế này sẽ đỡ phải điều khiển bộ binh hơn. À, nó phá rồi. Ok, ok, ok. Đây. Quái nào nó cũng có pháo này. Mình để pháo mình hơi gần rồi. Uầy, sập hai khẩu luôn. À, hỏng mất khẩu pháo mình rồi, còn một này. Mày bướng này. Alaman. Rồi ôi, đứng đấy mà gác. Thế quái nào nó lại có cái xe bắn đá đến đây. Mình đứng xa xa ra một tí cũng được mà. Còn bắn quả pháo mình đi ở trên này. À ừ, tốt. Rồi ôi, vỡ tường. Lần này nó không đặt cái khẩu pháo ở đây thì ngon rồi. Công thành to mà chơi nguyên xạ kỵ binh. Liều thuốc cho trái tim không? Nó bắn vào rừng thì cũng không ăn thua đấy. Chết mấy thằng cung tên này. Láo. Thôi không cần lã thằng diều.
Ơ kìa, ơ kìa, có thằng cung tên kìa, nó xông ra kìa. Thích liều chết à? Chết cả mấy thằng mắt gì mà tao. Our unit has used all its ammunition. Mày cũng còn thích đứng ở đấy à? Ôi, mưa tên vào nó rồi. Mưa tên luôn. Đẹp. Mày, nó có thằng lính Spy ở trong thành nữa phải. Công thành chơi toàn kỵ binh thế này. Tướng ở nói trên này này. Kiểu gì mà chẳng bị thấp canh bắn sánh ra được. Ôi phá chậm thế, bộ binh nó phá nhanh hơn. Thằng canh bắn thấm nhỉ. Khôn phết. 64.
tháp canh nó bắn rồi, mất nhiều quân thế. Chả có cách nào khác cả. Rút ra đây đi. Mất nhiều quân quá, không cần chết. A fire rages through the enemy settlement. A victory point is almost within our grasp. Ai da, kỵ binh solo với bậc thầy giáo binh. Mà có cách nào khác đâu, chúng ta toàn kỵ binh. Rồi xong, kết thúc vài trận đánh cũng kiểu thương vong nặng. À cũng chết có 96 con ngựa thôi. Được. Mày chết. Tử mày thế nào? Mà khỉ nào nó đánh trước mình, nó cướp hết số tiền à? Làm mình trả được đồng nào? Còn một thành duy nhất ở dưới này à? Xuống đây đốt nốt. Thôi qua lượt đấy. Còn nhiều người chưa có chức vụ. Ồ nói. À, có lẽ tạm thời mình xin dừng cái video của mình ở đây. Cảm ơn các bạn đã quan tâm và đã theo dõi cái video của mình. Nếu các bạn thấy cái video của mình thú vị, các bạn hãy like và chia sẻ cho bạn bè để cùng theo dõi. Còn nếu các bạn muốn theo dõi các video khác của mình, các bạn hãy ấn đăng ký kênh. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong các video lần sau.